Hôm nay mình sẽ nói về phim Vòng Eo 56 của Ngọc Trinh sắp tới. Thì trong những ngày qua thì trên mạng mình thấy là khá nhiều báo PR cho bộ phim này. Thì mình cũng vừa mới xem qua một số trailer của bộ phim thôi. Thì mình nghĩ phim này sẽ hay. Tại vì sao mình nghĩ phim này hay? Thì thật ra thì mình cũng thấy mọi thứ như diễn viên cũng bình thường, kịch bản thì chắc chẳng chả có gì hấp dẫn. Nhưng mà phim này do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, từ xưa đến giờ thì ông ta chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, đúng không? Tất cả phim của Vũ Ngọc Đãng đều rất hay, chăm chút từng chi tiết, cho nên mình nghĩ phim này sẽ rất hay. Nhưng mình sẽ không đi xem phim này, tại các bạn biết sao không? Mình không biết con người thật của Ngọc Trinh như thế nào, nhưng hình ảnh cô ta xây dựng ở trên mạng xã hội là mình không thích. Những phát ngôn và hành động đó thực sự nó không có hợp với văn hóa của Việt Nam chẳng hạn. Lối sống thực dụng như vậy tất nhiên nó không sai, nhưng mà không nên cổ suý cho lối sống như vậy. Thì nếu mà mình đi xem phim này thì nó giống như là mình đang ủng hộ cho Ngọc Trinh, và ủng hộ cho Ngọc Trinh nghĩa là ủng hộ lối sống, cách suy nghĩ của cô ta. Không đi xem không phải là phim này dở, mà vì là hoặc là mình ghét Ngọc Trinh, mà là vì mình không muốn thể hiện rằng là mình đang ủng hộ cô ấy, muốn trả trả tiền cho cô ta để cô ta tiếp tục làm ra những cái điều mà nó thực sự mình không thích vậy thôi. Và các bạn muốn đi coi thì các bạn phải đi coi. Mình nghĩ phim Vũ Ngọc Đãng sẽ đáng để đi coi.